mày, các bác vừa đang mổ con trâu to đây nhá, ăn thịt luôn sống này. Tươi. Thịt tươi. Đây gọi là có rẻ. Chết rồi, ai bảo là xỉa, thịt tươi đấy. Mập. Ăn ăn thử xem nào. Ăn xong phải khen ngon luôn. Cắt ăn mà. Nhà báo đính chính lại. Ăn thử chứ? Ăn thử mà. Có chứ? Mổ ăn thử nhá, mấy anh em. Ok, ok. Đây là chống đang virus đang... corona. Mời ông. Ăn để chống virus corona. Đây 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 đây, cho em thử miếng xem nào. Ăn đi. Đây là nước chấm có cái gì đây anh? Đây có tất cả các bắt được chấm. Đây là riềng này. Hạt tiêu. Tiêu rừng à? Tiêu rừng. Đây, đây, rồi đây. Chanh này. Ôi to quá em. Ô, đây 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 mỏng này. Đấy. Nhỏ 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 đây. Em miếng nhỏ nhỏ em thử. Nhỏ, nhỏ. Nhỏ thì xẻo lại. Không, cắt tôi rồi. Ăn để chống ăn 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 chơi. Ô ăn đây. Đây đây nhá. Đây. Ôi giời. Ngon không anh? Rất ngon, ngọt. À, đây là thịt vừa thái từ đây ra luôn mà mổ không phải rửa nhá. Mời các bạn nhá. Rửa là không ăn được luôn. Em cũng thử miếng thôi. Xong là sâu sâu rồi. Mời tất cả các bạn nhá. Con trâu này là lý do chết là nó đang giao phối ra là nó chết. À được đấy. Ngon đấy. Like quá. Like với ngon đấy. Ngon đấy. Đi like với châu rừng là bị chết. Ừ. Anh ơi, mời anh chén rượu. Đúng rồi. Anh uống tí nào buồn nôn lắm. Một lít vẫn buồn nôn đấy nhỉ. Ăn tự nhiên. Đây sẽ. Đây là miếng làm cái miếng nào mà nó ngon nhất đấy. Ở đấy là đi gặp mấy anh em đang mổ trâu ăn luôn. Chưa? Đấy. Chửi roi giỏi này. Đây à. Vẫn còn nóng nhá. Cần không có một tí mỡ. Nóng hổi nhá. Nó nóng vừa ăn vừa thổi nhá. Đây tay còn toàn đỏ lòm này. Người rừng. Chúng ta là người rừng mà. Ừ. Công nhận ngon ô. Nào anh em mình cạch nhau cái ăn đằng nào. Đằng nào thôi. Thôi dịch. Tiêu dịch, tiêu dịch, tiêu dịch. Đấy. Kia. Tiêu dịch. Ok. À, tiêu dịch. Bạn tên gì nhỉ? Phim. À, mình tên là Việt. Kim về đây nhỉ? Có thấy mất khuẩn ở đây. Nhớ mà Kim về nhá. Ngon quá. Có gì vào ủng hộ like subscribe cho kênh Nợ TV nhá. Cái này hả? Cái này này. Có dao. Con trâu này to không? 4 tuổi rồi. 3 tuổi rưỡi. 5 tuổi rồi. Đây có riềng đó, riềng chanh này. Thảo quả hạt rồi, hạt tiêu rừng à? Mỗi bột canh này. Xẻo miếng này ăn đi anh. Xẻo em miếng này ăn đi. Em anh ăn đéo chết được đâu mà nhỉ? Chết rồi. Bệnh dịch còn không sợ làm sao sợ cái này. Chết đâu. Cái này mình chống được. Chống sô cô la. Sô cô la phải không? Bệnh dịch sô cô la. Đây chấm vào đây. Cảm giác anh ơi. Cảm giác rất là ngon. Nhưng mà phải cho cái nước trắng trắng này chứ. Đó thì tiểu qua đi. Bảo sáng. Gân. Gân nó rồi. Đợi một tí ăn nó ăn nhá. Ui con sán kìa. Con sán này nè. Này, ai cũng có đũa tôi cho quên. Đây. Đây đi. Đũa rồi. Làm miếng xương trâu mà đi. Cầm về chưa nhỉ? Nó chín rồi. Đó, từ từ đã thấy con giò à. Nóng rồi đi. Đi. Anh làm nó khoát bấm như này. Mà cái nhỏ cái cổ chứ không bên nhớ ni. Đó vào nhai nó luôn. Đấy. Từ sáng, chưa được thử miếng nào. Từ lúc mổ xong là chưa được miếng nào phải không? Rồi. Nào. Về về cho làm miếng tim nào. Đây. Tim. Wow, ngon không anh? Ngon, rất ngon luôn. Ngọt đó. Muốn đi làm không? Tươi đi. Chơi cuống tim anh. Tim cũng ăn sống. Thế tí có làm món kia ăn sống không? Không nhưng mà ăn được cái món ấy ngon mà. Tim này ăn cũng biết ngọt bằng ăn thịt không này. Tim này ăn ngon hơn các thứ thịt. Không ngọt thôi. Có ăn chung. Hỏi chất gì luôn.
Cái này là cái dạ dày đây nhỉ? Lập vỉa đây, làm thằng côn. Ô, cái này trắng ấy nhỉ?